hay đâu nha, 50 phim nữa nha. Đây là cơ hữu visa của Platinum West Bank Lugia nè. Tôi bỏ hai người lên YouTube luôn nha. Lên mở visa ra, bấm vô là visa Việt Nam là có hai người trong cái này nè. Cái này anh này là anh Tư, cái mặt đẹp trai nha, nhớ nha con. Đó. Nhớ nha. Vậy là anh đảo hả? À. Quay cái tướng anh đánh à, bỏ vô là vô bà con bấm pizza Việt Nam là thấy hai cầu thủ này liền á. Hai cầu thủ hả? Anh mới nói đùa mà, là mỗi cầu thủ đi một cơ là phải từ 40 điểm trở lên, mày đấu gì cho được béo, tại vì nãy giờ đi chưa thấy anh lớn lên từ trời giỏi rồi, chết mẹ cái gì vậy, chết mẹ rồi kéo đập. Đó, anh này cũng trai nữa nè, YouTube ôi, luôn nè. Đánh vợ quá. Chúng cái này cho đẹp mắt rồi, đang quay phim đó. Chúng mà chúng rồi. Cũng quay phim mà đánh hụt cái đó dở rồi.